em xin chào tất cả các chị yêu nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mấy chị về dòng sản phẩm kem rất là hot, cũng như là được rất là nhiều chị ở Việt Nam mình ưa chuộng về cái dòng sản phẩm này. Không những ở Việt Nam, ở Hàn Quốc thì cũng đang khá là rầm rộ về dòng sản phẩm này. Đây, đây là dòng sản phẩm kem Oxer nha mọi người, của hãng Good Girl nha. Đây là một cái dòng sản phẩm mới, cũng như là cái phiên bản của nó mới nhất luôn, là 30ml, tức có nghĩa là 30 trọng lượng của nó là 30g nha. Đây, và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này là nó sẽ mắc cúp cho da, và đặc biệt là dòng sản phẩm này dùng cho ban ngày cực kỳ tốt luôn. Nó vừa là che khuyết điểm, vừa là mắc cúp da được hồng hào và trắng sáng một cách tự nhiên. Đặc biệt cái dòng sản phẩm kem Oxer này là nó sẽ có cái dưỡng chất chống nắng là SPF 30+, rất là tốt và an toàn cho da. Cái dòng sản phẩm này cực kỳ hot luôn nha mấy chị. Đặc biệt là cái dòng sản phẩm này là cái dòng sản phẩm này là mới nhất hiện nay luôn. Cái này là mẫu mới ra nha mọi người. Ở bên trong nó sẽ kèm theo một cái cây để lấy kem. Đây, cái đây lấy kem nè. Còn cái này là hộp kem. Đây. Ở trong này chỉ có cái hộp kem và que kem thôi nha. Còn nhiêu là vỏ giấy hết. Đây. Mọi người đã thấy cái hộp kem của nó chưa? Rất là xinh luôn. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này nó sẽ thiết kế gọn nhỏ và nó sẽ rất là tiện lợi khi mà chị cầm lên, nó sẽ không có bị cồng kềnh to như cái dòng màu cũ nha. Ở trên nắp của nó nè, mọi người thấy không? Trên nắp của nó nè. Trên nắp của nó như thế này. Và bây giờ em sẽ quay sơ qua về phía sau của nó nè. Mặt trước của nó nè. Đó, cái này là được thiết kế bằng một cái hộp vỏ nhựa rất là nặng tay, chắc tay nha. Bây giờ em sẽ mở hộp kem ra. Mở ra thì nó rất là thơm mùi nhân sâm luôn nha mấy chị. Đặc biệt là cái chất kem của nó màu trắng như này nè. Đặc biệt cái dòng kem này là dòng kem chính hãng, cũng như là được chiết xuất từ nhân sâm. Củ nhân sâm thì mọi người đã biết rồi. Củ nhân sâm nó sẽ giúp cho da được trắng và hồng hào một cách rất là an toàn. Nó không có gây bào mòn da như những loại kem trộn khác. Và không những thế là nó chiết xuất từ mật ong, cũng như là chiết xuất từ mật ong nè, tơ tằm nè, rồi chiết xuất từ những cái tinh chất tốt cho da. Đặc biệt là cái dịch Oxer nó rất là hỗ trợ rất là đẹp trong cái ngành, hỗ trợ rất là tốt trong cái ngành làm đẹp của tất cả các chị yêu. Cũng như là khi mà chị thoa lên những cái dịch Oxer thì cảm giác làn da của mấy chị như thế nào rồi cũng đã biết. Còn cái dòng sản phẩm này nó vừa giúp dưỡng da, trắng da, mà nó vừa giúp cho cái da mặt của mấy chị được không hao, nó không phải trắng bệch hoặc là không phải trắng ẻo như những loại sản phẩm bào mòn khác, cũng như là những cái sản phẩm khác nha. Đây, chất kem bên trong của nó như này. Khi mà mấy chị lấy một lượng nhỏ như này, khi mà mấy chị đánh kem, mấy chị dùng cái que này nè để đảm bảo sạch sẽ hơn. Còn không thì mấy chị có cái móng tay như này nè, nó sẽ dính cái kem vào trong cái này thì nó sẽ rất là heo kem nha. Tạm thời em lấy cái tay của em và em test nhẹ lên cái làn da của em, test một bên để mọi người cảm nhận được cái dòng sản phẩm này nó sẽ trắng da như thế nào. Khi mà đánh lên da thì kem thì nó sẽ tan chảy, cũng như là rất là mát da, nó sẽ thơm mùi của nhân sâm rất là nhẹ và rất là đặc biệt nha. Được chiết xuất từ nhân sâm Hàn Quốc nè, rồi dịch Oxer nè, và được chiết xuất từ mật ong. Thì mật ong thì mọi người đã biết cái hiệu quả tốt đến đâu rồi. Xài rồi, khi mà mấy chị sử dụng về mật ong dưỡng da mặt thì mấy chị cũng thấy được cái hiệu quả. Cái này được chiết xuất từ mật ong, những cái dưỡng chất làm đẹp da nó sẽ gắn kết vào trong này và sẽ tạo nên một cái loại kem khá là ok, khá là đặc biệt dành cho tất cả các chị yêu. Đặc biệt là dòng sản phẩm này nó có độ chống nắng là SPF là 30+. Nhưng mà khi mà mấy chị ra ngoài nắng thì mấy chị nên phải dùng kem chống nắng để giúp làn da mình được bảo vệ hơn nha. Đừng có ý lại là nó có 30+ là mình không dùng chống nắng đâu nha. Đặc biệt là nó sẽ dưỡng da khi mà mấy chị sử dụng về máy. Đặc biệt là cái dòng kem này rất là thích hợp đối với những chị mà làm văn phòng hoặc là làm những cái địa điểm ở trong mát. Còn khi mà mấy chị ra ngoài nắng, ánh nắng mặt trời thì nên cần phải cung cấp thêm kem chống nắng để làn da của mấy chị được trắng hơn, cũng như là an toàn hơn cho da nha. Dòng sản phẩm này khi mà mấy chị đánh lên da nó sẽ mắc cúp cho da, mấy chị không cần phải tốn thời gian là làm đẹp cho da mình quá cầu kỳ. Dòng sản phẩm này nó sẽ đánh lên tông da rất là mịn, cũng như là nó thấm vào da, nó không có làm cho mấy chị mất tự nhiên đâu. Đây là dòng sản phẩm rất là thích hợp đối với những cái chị phụ nữ ở châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam thì sử dụng cái dòng sản phẩm này là quá tuyệt vời luôn nha. Chị nào cần thì liên hệ sớm cho em. Facebook bên em là Facebook Trần Thị A Lít chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là mấy chị có thể liên hệ qua Zalo bên em. Zalo bên em số điện thoại là 0355 838 057, hoặc là Zalo số điện thoại là 0933 766 739, hoặc là Zalo cuối cùng là Zalo 0773339279 nha. Luôn luôn cung cấp hàng chính hãng, giá rẻ và tốt nhất thị trường, hàng luôn đảm bảo chất lượng và uy tín, mấy chị có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Bên em thì phân phối hàng chính hãng nên mọi người cứ yên tâm mua những sản phẩm tại shop bên em. Là mấy chị có thể lên Google, lên Facebook search là mỹ phẩm chính hãng shop cắt cứng thì nó sẽ ra nha, cái hộp phiên bản mới rất là đẹp nha. Đó, Tone Up. Đây là dòng sản phẩm kem dưỡng trắng da ban ngày cũng như là mắc cúp cho da rất là đẹp, nên mấy chị hãy nên tìm hiểu và mua cái sản phẩm này, nó rất là thích hợp với mọi loại da, đặc biệt ngừa thâm, ngừa tàn nhang, cũng như là giảm những cái vết đốm trên cái da mặt của mình rất là hiệu quả. Nên mấy chị mà đang ở độ tuổi là u hàng U28 trở lên thì sử dụng kem Oxer này khá là tuyệt vời nha. Bây giờ em sẽ kết thúc video này và em cảm ơn tất cả các chị yêu đã luôn luôn tin tưởng ủng hộ và mua những sản phẩm chính hãng shop bên em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn thành công, và muốn mua những sản phẩm chính hãng thì liên hệ cho em để đảm bảo uy tín của khi mà mình sử dụng nha, để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Bye bye mọi người.